Hello, chào anh em. Thì cái con máy này tối hôm qua mình quay. Thì bây giờ mình làm clip giới thiệu riêng về con máy này và hành lý giá cũng cực kỳ tốt cho các bạn luôn. Con này nghe nhạc karaoke rất là hay. Cái model là SPA203GN, mặt phai nhôm màu trắng nha các bạn. Và tình trạng con máy cũng tương đối không đẹp hoàn hảo, nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng xài cho gia đình với cái giá rất là hợp lý. Con này mình thanh lý giá là 800.000, 800k không bao ship. Đó, bạn nào xem qua thấy thích thì cứ liên hệ để đặt hàng. Và mua hàng vui lòng chúng ta phải đặt cọc tiền trước thì mình mới lên đơn gửi hàng cho các bạn được. Nhắc lại cái giá là 800k hát rất là ok. Đó, 800k hát nghe nhạc karaoke gia đình Bình Giang, quýnh loa hai tắc ngữ, hai tắc đó, xài nói chung là hàng tương đối phù hợp cho gia đình nhỏ nhắn của chúng ta đó. Bây giờ mình sẽ test nha, test và quay nội thất sau. Ở đây sử dụng chip Echo 2399, hàng zin theo máy. Ở bây giờ test echo luôn, bạn nhận nó như thế nào. Full chức năng, không lỗi làm gì nha các bạn. Rất là nhẹ, 2399, nhưng mà hàng theo công ty, hàng ghim theo máy, hàng của công ty thì nó cái chắc âm nó ra phải nói là cũng rất là ok. Còn 2399 mà hàng chợ, hàng lắp ráp thì linh kiện cùi hơn, linh kiện nói chung là hàng tàu á thì nó khác. Còn này hàng của hãng thì IC nó vang nhạy hay hơn. Rồi mic 1, mic 2, echo, nhạc tốt hết, máy full chức năng. Thì cái máy này là không có đường 3S nha, chỉ có đường AB tín hiệu vào. Đây nè, AB tín hiệu đầu vào. Đây. À. Vàng nút ốp phê thì bao các bạn dặn luôn. Dẹp. À. Dẹp lên là lên liền. Rồi bây giờ quay nội thất cho các bạn xem nha. Tụ này là 6.800, 63V. Đó. Giá 800k, hàng công ty Adirang. Đó, chỉ
bằng cái con máy cỏ không các bạn? Rồi, phone con máy là như thế, nắp máy đây nè. Nói chung nắp này cũng sơn lại, ghẻ ghẻ tí xíu nhưng mà còn ok, không tệ. Đây. Đó. Rồi thì full con máy như thế. À, bạn nào xem qua thấy hết thì cứ liên hệ để đặt hàng nha. Số lượng có một con duy nhất. Rồi chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Chân thành cảm ơn rất là nhiều.